Hỏi nhanh đáp nhanh, danh sách Game of the Year 2022 gồm những game nào? 30 giây và hỏi và trả lời. Bắt đầu. 30, 2, 1. Không biết đúng không? Thế thì hãy dính ngay cho mình bộ sưu tập áo mới nhất của Trùng Cuối với chủ đề Game of the Year 2022. Ở đây chúng tôi có đầy đủ các mẫu áo in hình các tựa game hot nhất trong năm vừa qua, như là Elden Ring, Sifu. Đặc biệt là từ ngày 11 đến ngày 14 tháng 11 thì với mỗi đơn hàng bất kỳ, bạn sẽ được tặng ngay một chiếc móc khóa xanh điệu và một bức tranh. Không biết là có giá trị nghệ thuật hay không, nhưng mà nó đẹp. Lưu ý là để trải nghiệm mua áo bất phần đeo ví thì bạn vẫn hoàn toàn có thể áp thêm phần mã giảm giá, free ship và hoàn xu trong dịp sale đặc biệt 11 tháng 11 này. Sáng nay không hết mã kêu. Bên cạnh đó thì nếu bạn yêu thích mấy con mô hình mà tôi đang để trên bàn đây thì hãy ghé ngay qua cửa hàng mới deck của Trùng Cuối mang tên Trùng Figure. Tại đây thì chúng tôi bán đầy đủ các loại mô hình anime với độ tinh xảo không cao lắm, nhưng mà được cái bền và giá thì lại vô cùng sinh viên bách khoa. Cho nên chưa gì nữa mà không sắm ngay cho mình một con mô hình để trang trí phòng làm việc của bản thân. Mua để bọn tôi có tiền chạy World Cup. Link mua hàng ở phần mô tả và bình luận. Hành thiện gặt quả thiện, hành ác gặt quả ác. Đã gieo hạt giống nào, người phải gặt quả nấy. Phật đã dạy rằng, dứt bỏ nóng giận, diệt trừ tính kiêu căng, không luyến ái vật chất, không còn ham muốn dục vọng, sẽ giải thoát được mọi sự ràng buộc và không bao giờ bị phiền não. Cớ sao con người cứ luôn phải làm điều ác? Hầu Kiệt là một vị tướng cầm quyền tại huyện Đăng Phong, tỉnh Hà Nam. Anh là một người có bản tính kiêu ngạo, hách dịch, tàn nhẫn, nhưng lại là một vị tướng tài ba, đánh đầu thắng đó, đang ăn sung mặc sướng là thế. Nhưng đến một ngày, Hầu Kiệt phải đến quỳ trước cửa chùa để mong Phật độ thứ. Âu cũng là lời Phật dạy, gieo nhân nào gặt quả ấy. Mọi chuyện bắt đầu khi Hầu Kiệt đem quân đi chiếm thành Đăng Phong. Người dân của thành bị giết hại dã man, buộc họ phải lui đến lánh nạn tại Trung Sơn Thiếu Lâm Tự để truy tìm Hoắc Hổ, thủ lĩnh của thành. Hầu Kiệt sai quân càn quét toàn bộ những ai ngáng đường. Hoắc Hổ trốn vào trong chùa, tưởng rằng sẽ được Phật tổ độ lượng cứu giúp, nhưng đội quân của Hầu Kiệt mặc kệ trốn linh thiêng. Tên thuộc hạ thân cận của Hầu Kiệt là Tào Mãn xông hẳn ngựa vào trong, làm loạn cả Thiếu Lâm Tự. Một hòa thượng của chùa là Tịnh không đứng ra cản ngựa của Tào Mãn. Một tên thuộc hạ nổ súng vô tình bắn rơi biển tên chùa. Tịnh không hất tên Tào Mãn xuống ngựa. Tào Mãn đứng dậy vào thế, định một một với sư chùa Thiếu Lâm, nhưng Tịnh không gọi sư huynh Tịnh Năng của mình ra và dùng tuyệt kỹ thứ 73, ỷ đông hiếp yếu. Tào Mãn sử dụng môn võ mạnh nhất của mình, súng lục quyền. Hắn quay sang đe dọa phương trượng, nhưng ông mặc kệ, cứu người lúc này mới là quan trọng nhất. Hầu Kiệt lúc này mới phi ngựa tới. Thằng kia, các sư thầy dùng võ Thiếu Lâm đón mày, mà mày lại rút súng lục ra, khẩu AK tao đưa đâu. Ta Mãn phải hạ biên độ mắt của mình xuống, vì Hầu Kiệt là một người vô cùng đáng sợ. Hắn ta tiến đến chỗ Hoắc Hổ, phương trượng khuyên Hầu Kiệt hãy quay đầu sám hối, đừng tạo nghiệp thêm nữa, chỉ cần tâm anh hướng thiện, chiến tranh sẽ chấm dứt. Hầu Kiệt cười khinh, chiến tranh là do chính tên Hoắc Hổ này mà ra, nếu hắn không chết, chiến tranh sẽ còn kéo dài mãi. Nếu Hitler và Bin Laden vào đây thì chắc là phương trượng không bênh đâu. Hoắc Hổ sợ hãi, hắn ta đầu hàng và sẽ giao nộp toàn bộ thành Đăng Phong và vàng bạc châu báu cho Hầu Kiệt. Hầu Kiệt nghe cũng xuôi tai, nhưng mà người xưa đã dạy, ăn một quả khế trả một cục vàng. Hầu Kiệt ăn được hết vàng nên trả Hoắc Hổ một cái bao xác và vô tình bắn luôn cả phương trượng. Các vị hòa thượng nổi giận, dàn trận định khô máu với Hầu Kiệt, nhưng phương trượng bảo mọi người lùi lại. Chắc ông nhìn thấy khẩu súng 6 nòng của Hầu Kiệt giấu đằng sau. Hầu Kiệt phủi đít ra đi và ghi bậy lên trên biển hiệu để sỉ nhục Thiếu Lâm Tự. Một kẻ hách dịch như vậy lại trở thành vị tướng cai quản hẳn một thành trong sự sợ hãi của toàn bộ dân chúng. Hầu Kiệt tạm thời hài lòng với thành Đăng Phong, nhưng Tào Mãn dã tâm hơn nhiều. Hắn nói nên nhân cơ hội này mua thêm súng ống, chiếm nốt thành Tịnh Châu, niềm vui nhân đôi. Hầu Kiệt dặn dò Tào Mãn, cầm được súng thì phải biết bắn người, không lúc kẻ địch nó hồi lại, trở tay không kịp. Tào Mãn nghe lời đại ca thì khắc cốt ghi tâm. Đúng lúc đó, Tống Hổ, một vị tướng quân khác, người anh em kết nghĩa của Hầu Kiệt đi tới. Đánh nhau mãi không thấy, đến lúc thắng trận là anh em mềm, đã thế còn đòi hẹn ước của con gái Hầu Kiệt với con trai hắn. Hầu Kiệt dần dần không vừa mắt với thái độ của Tống Hổ, trở về nhà, thuận theo ý thằng em. Hầu Kiệt hẹn với người Tây để mua súng. Súng tốt, xả mượt. Mượt trên khi trong trường học, nhưng người Tây không muốn lấy tiền, chúng muốn trao đổi bằng đất. Chỉ cần Hầu Kiệt cho phép người Tây xây đường sắt ở thành Đăng Phong, toàn bộ súng ống phun kiện giảm thanh ống ngắm sẽ là của Hầu Kiệt hết. Hầu Kiệt nổi điên, đuổi đám người Tây về. Đất Trung Quốc là của Trung Quốc, không ai được phép xâm chiếm. Nhưng mà Trung Quốc đi xâm chiếm nước khác thì được. Tào Mãn tiếc súng xịn quá nên xin Hầu Kiệt nghĩ lại. Hầu Kiệt nói 1 là 1, 2 là 1 cộng 1 bằng 2 nên không nghe. Tào Mãn uất ức, đôi mắt ánh lên sự hận thù. Đêm hôm đó, Tào Mãn đưa ra cho Hầu Kiệt một bức thư của Tống Hổ, hẹn Hầu Kiệt cùng vợ con đến làm bữa cơm gia đình. Hầu Kiệt đầu nảy số, nghi ngờ Tống Hổ có mùi phản trắc. Hắn nói với Tào Mãn chuẩn bị vài chục huynh đệ phục kích để hạ sát Tống Hổ, giết luôn, không để nó đẻ trứng. Vợ của Hầu Kiệt đã nghe thấy toàn bộ, khổ nỗi phận đàn bà, tiếng nói không có trọng lượng, mở mồm ra khuyên có tí chồng nó đánh cho. Cô chỉ khuyên Hầu Kiệt đừng có giết người trước mặt con gái. Buổi gặp mặt gia đình đã đến,
Giờ thiêng đã điểm, Tống Hổ mời cả bá mối đến để xe duyên cho hai đứa con của hai nhà. Chuyện hôn sự coi như đã xong. Tống Hổ quay sang hỏi Hầu Kiệt về việc chia chắc thành Đăng Phong như thế nào. Hầu Kiệt tưởng đại ca mình tham lam, nhưng Tống Hổ lại muốn nhường hết toàn bộ cho Hầu Kiệt. Hầu Kiệt đã hiểu nhầm anh mình, nhưng quân lính của Tống Hổ tiến vào, nói Hầu Kiệt đang mai phục quanh đây. Tình nghĩa huynh đệ nay rạn nứt, Tống Hổ bảo vợ con mình và vợ con của Hầu Kiệt ra ngoài, huynh đệ tương tàn. Tống Hổ chưa kịp nói hết câu thì đã bị Hầu Kiệt bắn chết. Toàn bộ đều là kế hoạch của Tào Mãn, hắn ta đã định phản Hầu Kiệt từ lâu. Một đám thích khách lao vào đòi mạng của Hầu Kiệt. Tống Hổ dù bị phản đối nhưng vẫn dùng những hơi thở cuối cùng cứu thằng em. Hầu Kiệt biết mình đã sai nhưng chẳng còn con đường nào để mà quay lại. Hầu Kiệt gắng hết sức để chạy trốn, vợ con ở ngoài có bị địch đánh không tha. Người vợ ở lại chặn đường để cô con gái chạy thoát. Hầu Kiệt bị tên thuộc hạ mới của Tào Mãn đuổi theo và gặp được con gái. Cô bé vừa bị một chiếc xe ngựa tông phải, hai cha con ôm nhau lên xe ngựa chạy trốn. Đám sát thủ đuổi theo hai người chạy lên trên núi, tên thuộc hạ đuổi kịp, hắn ta chém Hầu Kiệt một nhát, buộc anh phải thả tay khỏi cô con gái. Chiếc xe ngựa của cô bé lao xuống vực, Hầu Kiệt lao xuống ôm lấy cô bé, hai cha con lăn xuống dưới vực sâu. Tên thuộc hạ nghĩ Hầu Kiệt đã chết nên bỏ về, người vợ ở lại chặn đường, may mắn được Tịnh Không và Tịnh Hải cứu giúp, vì lúc đó họ đang đột nhập vào nhà Hầu Kiệt để trộm gạo mang về phát cho dân nghèo. Cô được đưa đến trước cửa chùa. Ngày hôm sau, Hầu Kiệt cũng bế con gái đến đây, nhờ các sư thầy cứu giúp, mà dù đã cố gắng hết sức, phương trượng cũng không thể cứu được cô bé. Các vị sư thầy chắp tay cầu nguyện cho linh hồn cô bé được siêu thoát, nhưng Hầu Kiệt vẫn nghĩ con mình còn sống. Anh cầu xin các sư thầy, những người anh vừa mới sỉ nhục vài ngày trước, cầu xin họ không được, anh chuyển sang đe dọa. Người vợ trách do Hầu Kiệt đã làm quá nhiều việc ác nên con gái mới phải chịu nghiệp mà anh gây ra. Hầu Kiệt tung quá hóa liều, lao vào đánh phương trượng. Các hòa thượng bày trận áp chế Hầu Kiệt, anh ngất đi vì kiệt sức. Tỉnh dậy sau cơn mê, Hầu Kiệt tự ý bỏ đi, vô tình bước vào cái bẫy thú rừng của Ngộ Đạo, đầu bếp của Thiếu Lâm Tự. Ông nhắc nhạy Hầu Kiệt tốt hơn là nên nằm im tại đây vì anh đang bị truy nã gắt gao, và bỏ đi, mặc kệ tên độc tài ác bá. Nhưng Phật dạy không được bỏ rơi bất kỳ ai, Ngộ Đạo vẫn cho Hầu Kiệt đồ ăn và đưa anh về chùa. Ngồi ăn bát mì trắng không có topping, Hầu Kiệt đau xót sau bát mì xúc xích hai trứng trần của mình lại không còn nữa. Và tại sao chuyện này lại xảy ra với gia đình mình? Sau khi lo hậu sự cho con gái, anh quyết định xuống tóc và quỳ trước cửa Phật, mong Phật pháp vô biên sẽ cứu rỗi tâm hồn vấy bẩn này. Cửa Phật không khước từ bất cứ ai, phương trượng tạm thời cho Hầu Kiệt ở lại Thiếu Lâm Tự. Cuộc sống của Hầu Kiệt thay đổi hoàn toàn từ giây phút đấy. Sáng anh cùng Ngộ Đạo đi phát cơm cho dân nghèo, chiều cùng các hòa thượng luyện công, tối mài kinh sử, rèn binh thư, càng làm nhiều điều tốt. Hầu Kiệt càng biết trân trọng đời người hơn và học được thêm nhiều bài học cho bản thân mình. Đến một kẻ độc tài giết người không ghê tay, đứng trước cửa Phật cũng dần cảm hóa thành Phật tử. Nhưng quá khứ đen tối của Hầu Kiệt đâu dễ dàng buông tha như vậy. Tào Mãn lúc này đã lên thay chức của Hầu Kiệt, hắn ta cho phép người Tây xây đường sắt để đổi lấy vũ khí. Bất kỳ ai không nghe theo sẽ bị tru di tam tộc, giết sạch không tha. Hệ tư tưởng Tào Mãn dần lan rộng ra khắp toàn dân. Đêm đó, khi hỏi thăm người dân, Hầu Kiệt phát hiện ra có nhiều thanh niên vào thành làm việc nhưng đã lâu chưa về. Anh tiến về thành để tìm hiểu và phát hiện ra họ đã bị sát hại dã man. Anh chấp nhận để lộ việc mình còn sống để cứu mạng một số ít người dân vô tội. Đám lính nhìn thấy Hầu Kiệt thì hồn siêu phách lạc, chạy đến bẩm cho Tào Mãn. Hầu Kiệt nghe người dân kể chuyện thì biết được Tào Mãn lừa người dân đào hầm, nhưng lại để tìm châu báu cho người Tây để Tào Mãn nhập súng. Và mỗi khi tìm được kho báu, hắn sẽ giết toàn bộ công nhân để diệt khẩu. Hầu Kiệt ngỡ ngàng, anh không ngờ mọi chuyện lại tồi tệ đến vậy. Trở về Thiếu Lâm Tự với một chiếc xe toàn xác người, Hầu Kiệt chỉ biết lặng người quay đi trước sự đau khổ của toàn bộ người dân. Anh biết mọi chuyện mà Tào Mãn gây ra đều bắt nguồn từ mình. Anh cầu mong Phật độ thứ. Phương Trượng hiểu được tâm tình của Hầu Kiệt, ông làm lễ xuất gia cho Hầu Kiệt và gọi anh là Tịnh Giác. Đúng lúc đó, đoàn quân của Tào Mãn xông thẳng vào trong chùa. Hầu Kiệt sẵn sàng liều mình ra đối mặt với Tào Mãn. Trong lúc đó, các huynh đệ khác sẽ đột nhập vào thành để giải cứu những người dân đang bị bắt. Nghe xong những lời này, các huynh đệ khác càng nể phục Hầu Kiệt hơn. Anh đi xuống trước mặt Tào Mãn, tát hắn một phát trả thù cho con gái. Và đó là tất cả những gì anh làm được. Phật dạy không được dùng bạo lực, đặc biệt là với mấy thằng sống không bằng súc vật và mấy thằng có súng. Tào Mãn có được Hầu Kiệt vẫn là chưa đủ, hắn ra lệnh treo Phương Trượng lên, ai dám chống lại bắn chết. Phương Trượng không muốn to chuyện nên đành chấp nhận. Tào Mãn sau đó lôi Hầu Kiệt về thành, hắn ta kéo theo cả vợ Hầu Kiệt đến để sỉ nhục hai vợ chồng. Mới mấy ngày trước còn oai phong lẫm liệt, vợ đẹp con khôn, giờ trông hai vợ chồng như miếng rẻ rách bị Tào Mãn trà đạp. Trong lúc đó, ở phía ngoài, Tịnh Không và Tịnh Năng cùng các huynh đệ đã đột nhập vào trong. Họ ăn trộm quốc bảo, đốt kho lương để dụ kẻ địch và lao vào nơi giam giữ người dân vô tội. Nhờ lối đánh du kích, các huynh đệ hòa thượng vẫn có thể ngang kèo với súng ống của quân địch và giải cứu được những người dân vô tội. Ở phía bên trong, Tào Mãn đang hành hạ người vợ của Hầu Kiệt, muốn anh phải chịu đựng nỗi đau sống không bằng chết. Một tên lính chạy vào báo cáo việc đột nhập của các hòa thượng. Tào Mãn tuổi xỉu nên bị Hầu Kiệt dắt mũi nãy giờ mà không biết. Hắn ra ngoài và ra lệnh bắn hai vợ chồng, nhưng Tịnh Không đã đến kịp thời. Ở ngoài, một mình sư huynh Tịnh Năng đánh với cả đám lính, anh hạ được một tên thuộc hạ của Tào Mãn. Nhưng tên thuộc hạ có mặt trên poster mạnh hơn rất nhiều.
Tịnh Năng bị đánh trọng thương, không tẩu thoát cùng các huynh đệ được. Anh kéo hết các sư đệ ra ngoài và lấy thân mình chặn cửa. Tà Mãn nhớ lời Hầu Kiệt dạy, đánh với Võ Thiếu Lâm thì phải dùng súng lục quyền. Tịnh Năng dính đạn, anh bảo các sư đệ mặc kệ mình và đứng lại quyết tử với đám lính. Tà Mãn nghe anh em em ngứa hết cả tai, tự mình la vào hóa kiếp cho Tịnh Năng. Đến lúc chết, Tịnh Năng vẫn ôm chặt cánh cửa để cho các huynh đệ khác có thể chạy thoát. Sáng hôm sau, Ngộ Đạo cùng các tiểu hòa thượng ra đưa cơm cho Phương Trượng. Những chú tiểu hòa thượng không sợ hãi tiến về phía quân địch, dùng Phật pháp giảng đạo để xin tha cho Phương Trượng. Một vài người lính mềm lòng nhưng bị tên thủ lĩnh phát hiện giết chết ngay lập tức. Hắn ta ra lệnh bắt hết các chú tiểu đại. Các chú tiểu có kim bài miễn tử tiêu chuẩn cộng đồng nên không bị quân địch bắn, nhưng Ngộ Đạo thì đã quá tuổi. Đám sát thủ tiến về phía ông. Dù là người của Thiếu Lâm, Ngộ Đạo chỉ làm đầu bếp chứ rất ít khi luyện công. Ông dùng những kỹ năng nấu ăn của mình để chiến đấu. Phương Trượng được cứu xuống. Vừa đúng lúc đội giải cứu trở về, những người dân vô tội được đoàn tụ về với gia đình. Nhưng Thiếu Lâm tự đã mất đi một đại sư huynh. Tịnh Không tiến ra ngoài báo cho người dân chuẩn bị rời khỏi nơi này. Hầu Kiệt tiến lên trấn an mọi người. Phật pháp hay Thiếu Lâm tự không chỉ dừng lại ở một ngôi chùa. Dù chúng ta có ở đâu, chỉ cần tâm hướng Phật, ở đó sẽ luôn được Phật che chở. Người dân xúc động trước bài phát biểu của Hầu Kiệt. Người vợ cũng hạnh phúc vì người chồng an nghiệt của mình nay đã thay đổi hoàn toàn. Người dân chuẩn bị đồ để chuyển đi. Hầu Kiệt đến gặp Ngộ Đạo, nhờ anh dẫn dắt người dân đi lánh nạn. Chưa ai kịp đi đâu, quân của Tà Mãn đã kéo đến. Phương Trượng thúc đẩy người dân khẩn trương rời khỏi đây. Trong lúc đó, các huynh đệ Thiếu Lâm sẽ ở lại cầm chân Tà Mãn. Thiếu Lâm tự sử dụng tất cả những gì mình có để quyết tử với quân gian ác, nhưng gậy guộc, đao kiếm đều không là gì với súng ống. Các hòa thượng cứ thế lần lượt nằm xuống. Ở bên ngoài Thiếu Lâm tự, đám người Tây phản bội Tà Mãn. Chúng đã lấy đủ vàng bạc châu báu và sẽ giết sạch để bịt miệng. Hàng loạt đại pháo bắn về phía Thiếu Lâm tự, nhưng các hòa thượng còn trận chiến khác phải lo liệu. Tịnh Không đối đầu với tên thuộc hạ của Tào Mãn, hắn ta đâm anh một nhát. Anh liều chết đâm xuyên thanh đao qua người và đâm vào tim tên thuộc hạ chết. Tịnh Không gục xuống, tay chắp niệm Phật và ra đi anh dũng. Người dân lúc này đã ra được khỏi chùa, nhưng Tịnh Hải phải quay lại để cứu một cô bé. Anh bị địch bắn trúng và ra đi ngay trước mặt Phương Trượng. Ông quyết định ở lại liều chết để cản đường đám lính. Phương Trượng đánh các tên lính và dùng chúng để chặn cửa. Ông bị trọng thương nhưng vẫn quỳ trước Thiếu Lâm tự, tay chắp niệm Phật. Đại pháo của người Tây vẫn liên tục phá hủy Thiếu Lâm tự. Ở bên trong, Tà Mãn đã gặp được Hầu Kiệt. Hai người giao đấu. Hầu Kiệt chiếm thế thượng phong nhưng anh tha cho Tà Mãn. Hắn ta nhân cơ hội đánh lén. Một viên đạn pháo bay vào phá hủy nơi hai người đang đứng. Tà Mãn rơi xuống nhưng Hầu Kiệt đã cứu sống hắn ta. Tà Mãn không khác gì cầm thú, anh lại cầm một thanh gỗ lên định xiên Hầu Kiệt. Một thanh gỗ rơi từ trần nhà xuống. Hầu Kiệt lao đến đỡ cho Tà Mãn. Gỗ đè tắc ống thở, hộc máu mồm. Nhưng Hầu Kiệt vẫn khuyên Tà Mãn sám hối. Tà Mãn tỉnh ngộ, anh cố gắng nhấc thanh gỗ lên để cứu Hầu Kiệt. Một viên đạn pháo khác bay vào thổi bay cả hai người. Hầu Kiệt rơi xuống phía dưới, ra đi trong vòng tay Phật Tổ. Tà Mãn dùng chút sức lực cuối cùng để tiến ra ngoài. Tất cả mọi thứ đã bị thổi bay. Sau tất cả mọi chuyện, Tà Mãn nhận được gì? Người anh duy nhất của mình bị chính tay mình giết chết. Quân lính bị vùi dập trong mưa bom bão đạn. Đất nước và châu báu bị đám người Tây chiếm mất. Rốt cuộc hắn tạo ra đủ nghiệp chướng để nhận lại được điều gì? Ở phía xa, Ngộ Đạo cùng người vợ của Hầu Kiệt và mọi người đã rời đi an toàn. Họ nhìn về Thiếu Lâm tự, lòng đau xót cho những sinh mạng đã phải nằm xuống. Người vợ nhớ cuộc nói chuyện cuối cùng với Hầu Kiệt. Anh giao cho cốt của con gái cho người vợ. Xin lỗi vì đã không làm một người chồng tốt và mong cô sẽ tìm được một người thực sự chăm sóc được cho cô. Và đó là toàn bộ những gì đã diễn ra trong Tân Thiếu Lâm tự. Con người ai cũng có sai lầm, chỉ cần biết nhận ra đúng lúc, tu tâm dưỡng tính, mọi nghiệp chướng sẽ dần được xóa bỏ. Tôi còn quại. Xin chào và hẹn gặp lại.